Xin chào tất cả các em. Các bạn đã lên cùng với chị trong buổi học ngày hôm nay chưa? Rất là xin lỗi vì đã để các bạn đợi khoảng 20 phút đồng hồ, nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi thứ đều đã ok rồi. Chúng ta đều có thể bắt đầu buổi học ngày hôm nay cùng với chị nhé. Đã có bạn nào lên xem cùng với chị chưa nhở? À đây rồi, Bích Ngọc. Xin chào Bích Ngọc. Các em ơi, bạn nào đã vào xem rồi thì các em vào cái bài đăng của chị ấy, gọi các bạn khác vào học giúp chị được không? Hôm nay thì chị quên mất lại không bình luận để gọi các bạn vào học. Các em vào phần bài đăng của chị để lại một cái bình luận để thông báo với các bạn là chị đã bắt đầu phát trực tiếp rồi, để tất cả chúng mình cùng bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Xin chào Giang, xin chào Hiệp. À, chào Nam. Rồi, ok. Các em ơi, đồng thời ngày hôm nay cũng là buổi mà chúng ta nộp bài tập cho buổi học tuần trước ấy. Buổi học lần trước về đoạn trích chị em Thúy Kiều, chúng ta có một bài tập nho nhỏ chị đã nêu ở cuối phần phát trực tiếp rồi. Thì các bạn nào mà chưa kịp hoàn thành thì các em nhanh chóng nhé. Sau khi học cùng với chị xong thì nhanh chóng nộp bài tập, bởi vì là hạn nộp của chúng mình là 24 giờ ngày hôm nay đấy. Được không nào? Rồi, xin chào các bạn. Và một lần nữa chị cũng muốn nhắc lại là chị muốn đính chính lại cái phần tài liệu mà chị cung cấp đến các bạn về 4 câu thơ tả tả tiếng đàn của Thúy Kiều ấy. Thì chị hôm trước chị có đọc sai thứ tự, có nghĩa là hai câu thơ mà đáng ra nó ở phần trước thì chị lại đọc ở phần sau. Thì chị đã đính chính ở trong nhóm rồi, thì các em nhớ lưu cái tài liệu đấy về để mình có được phần tài liệu liên hệ mở rộng chính xác nhất nhá, được không nào? Rất là xin lỗi các bạn, và hôm đấy thì chị đã phải đọc lại ở trong cuốn Truyện Kiều của Nguyễn Du, toàn bộ đọc Truyện Kiều, tìm lại những cái câu thơ đấy để có thể đính chính lại cho các bạn. Bởi vì giữa hôm đấy giảng xong chị cũng suy nghĩ lại, tự dưng lại thấy nó cứ sai sai, nên là phải tìm lại để xác thực với các bạn, được không nào? Có bạn nào có đầy đủ cuốn Truyện Kiều này chưa? Đây, chị sẽ dở cho các em xem đoạn trích hôm trước chúng ta học nhá. Chị đã nói đấy là ở trong phần đầu đúng không? Thì đoạn trích mà chúng ta học nằm ở phần đầu. Đây, bắt đầu từ câu thứ 15 này, được không? Đầu lòng hai hả Tố Nga. Đó, và cho đến phần này luôn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu học từ câu thứ 39 này. Bắt đầu tiếp ngay sau đoạn trích hôm trước chúng ta học luôn, được không nào? Đó, đúng rồi. Đúng rồi, Giang có này. Thì các em, chúng mình học Truyện Kiều thì các em nên có một cuốn nhá. Nên có một cuốn để có thể đọc được toàn bộ và có thể biết được cả những đoạn trước, những đoạn trích chúng ta học, rồi cả phần sau đoạn trích chúng ta học nữa. Đặt đoạn trích chúng ta học vào toàn bộ tổng thể của cả tác phẩm để biết được cái mạch miêu tả của Nguyễn Du như thế nào này, hay là mạch trong cái phần đoạn trích mà chúng ta học thì là Kiều đang ở trong tình thế như thế nào, vân vân, được không? Xin chào Thảo. Đó, thì nhưng mà chị không sử dụng cuốn này bởi vì là trong cuốn này thì nó có một số từ ngữ không giống với cả sách giáo khoa. Thì chúng ta cứ thống nhất học theo bản dịch ở trong sách giáo khoa nhá, được không? Chúng ta sẽ thống nhất học theo bản trong sách giáo khoa, bởi vì có những từ ngữ thì nó có gọi là cùng vẫn cùng nghĩa đấy ấy. Nhưng mà những, đây, quyển này là của Đào Duy Anh hiệu khảo và chú giải. Đó, thì cũng có nhiều người khác cũng hiệu khảo và chú giải về Truyện Kiều. Cho nên là sẽ có một số từ ngữ không thống nhất với cả sách giáo khoa. Nhưng mà chúng ta sẽ thống nhất là học theo sách giáo khoa nhá, được không? Cho nên là chị cũng đã ghi lại đoạn trích Cảnh Ngày Xuân ra đây rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học theo đoạn trích này nhá. Rồi, ok. Rồi, hôm nay vào muộn một chút nên là thôi, chúng ta sẽ không rông dài nữa, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay luôn. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang đoạn trích thứ 2 mà chúng ta được học về Truyện Kiều sau đoạn trích Chị Em Thúy Kiều trong buổi trước chúng ta đã học rồi. Thì đoạn trích thứ 2 này nằm ở ngay sau đoạn trích hôm trước chúng ta học. Đó, hôm trước chúng ta học đến đoạn mà Tường Đông Ong Bướm Đi Về Mặc Ai là giới thiệu về chị em Thúy Kiều, đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học về chị em Thúy Kiều trong Cảnh Ngày Xuân. Và nếu như trong đoạn trích trước chúng ta học nhiều về bút pháp tả người, bút pháp xây dựng nhân vật của Nguyễn Du, thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ được tiếp xúc nhiều hơn và thấm thía hơn bút pháp tả miêu tả thiên nhiên, cũng đã đạt đến độ tuyệt đỉnh của nhà thơ này, được không nào? Cụ thể như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào học đoạn trích Cảnh Ngày Xuân. Các bạn cũng ghi bài cùng với chị nhá. Các em có nghe rõ không? Các em có nghe rõ chị nói không nào?
Ban đầu thì chị định là chỉ cần đưa cái đoạn trích này thôi. Sau đó thì chị nói đến ý nào thì chị sẽ gạch chân từ ngữ đấy là các em có thể nắm được. Nhưng mà thôi, chị vẫn sẽ ghi lại những ý chính để cho các bạn theo kịp nữa nhá. Nếu mà chị nói không ấy, thường thì cái cách như vậy thường áp dụng cho các anh chị lớp 12 nhiều hơn. Là bởi vì chị Hiên cũng có những khóa học cho các anh chị lớp 12, thì chị cũng đã từng đồng hành trong những khóa học đấy rồi. Thì chúng ta lớn hơn, chúng ta lên bậc trung học phổ thông thì các em sẽ tiếp xúc với những cái cách học mà nó chủ động và các em kiểu như là ghi chép nó thoải mái hơn, được không? Còn trong phần này thì chị vẫn sẽ ghi lại tiêu đề và ghi lại những ý chính để các bạn có thể theo được, xem cái mạch ý của chúng ta như thế nào nhá. Đó. À, ngữ pháp chấm phá phải không chị? Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào từng phần, từng câu thơ để phân tích. Còn chị muốn nói ở đây đó là trong đoạn trích cảnh ngày xuân thì chúng ta sẽ không chỉ biết đến bút pháp miêu tả người, đúng không? Miêu tả nhân vật của tác giả Nguyễn Du, mà sang đến đoạn trích này thì chúng ta sẽ học một khía cạnh khác, đó là khía cạnh miêu tả thiên nhiên của tác giả này. Còn cụ thể tác giả này miêu tả thiên nhiên như thế nào, sử dụng bút pháp ra sao thì đi vào từng đoạn, từng câu thơ, từng phần thì chúng ta sẽ nắm rõ hơn nhé. Và đầu tiên thì vẫn như hôm trước chúng ta học đấy, chị đã nói về cái cấu trúc chung khi chúng ta học một đoạn trích ở trong truyện Kiều rồi. Thứ nhất là chúng ta phải nắm được vị trí, đúng không nào? Vị trí đoạn trích. Đó, thì đoạn trích này như chị đã nói là đoạn trích cảnh ngày xuân thì là đoạn thơ mà tả cảnh ngày xuân trong Thiết Thanh Minh và cảnh du xuân của chị em Kiều. Nó nằm ngay sau đoạn tả tài sắc của chị em Kiều và cũng là đoạn nằm trước đoạn mà Thúy Kiều gặp nấm mồ của Đạm Tiên. Đúng không? Ngay sau đoạn này thì sẽ là khung cảnh mà khi mà trên đường Kiều trở về, Du Xuân trở về thì gặp nấm mồ của Đạm Tiên, với những cái suy nghĩ, với cái sự xót thương của Kiều, với cái sự tri âm của Kiều đối với một nàng mà cũng gọi là tài hoa bạc mệnh. Đó, và kèm với đó là những cái dự cảm về số phận sau này của Kiều nữa. Và sau đấy nữa thì Kiều sẽ gặp Kim Trọng. Các em hiểu cái vị trí của đoạn trích của chúng ta chưa? Nằm ngay sau đoạn trích tả cảnh ngày xuân, à tả chị em Thúy Kiều, và nằm ngay trước đoạn mà Kiều gặp nấm mồ Đạm Tiên và gặp Kim Trọng. Còn nằm, hiểu không nào? Đó nhá. Và phần này thì nằm trong phần gặp gỡ và đính ước. Phần 2 ấy. Nếu như đoạn trước thì chúng ta, phần trước thì chúng ta học là đoạn trích nằm ở phần 1 thì đây là nằm ở phần 2, được không nào? Ừ, đúng rồi. Đó. Thì các em nắm được nhá. Được không? Nằm sau đoạn nào và nằm trước đoạn nào? À rồi, ok, xin chào Duyên. Đúng rồi, như bạn Linh Lê trả lời đây này. Cụ thể đoạn trích này như sau. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh, gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, ngổn ngang gò đống kéo lên. Thoi vàng vó rắc cho tiền giấy bay, tà tà bóng ngả về tây, chị em thơ thẩn giang tay ra về, rồi bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bè thanh thanh, nao nao dòng nước uốn quanh, dịp cầu nho nhỏ cuối gành bắc ngang. Rồi, ok. À, xin chào Quỳnh Anh. Đó, cụ thể đó là đoạn trích mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Tiếp tục, chúng ta sẽ bước sang đoạn mà xác định về bố cục của đoạn trích này nhá. Nào các bạn ơi, cho chị biết bố cục chúng ta phân tích đoạn trích này như thế nào nào. Như hôm trước thì chúng ta phân tích theo bố cục 4, 4, 12, 4, đúng không? Vậy thì trong đoạn trích ngày hôm nay chúng ta sẽ chia làm mấy phần và mỗi phần gồm có bao nhiêu câu thơ? Các em đã tìm hiểu rồi đúng không? Chị biết chắc chắn là đã có những bạn đã tìm hiểu và nắm được rồi. Thì những bạn nào biết rồi có thể bình luận để chị biết được không nào? Xem là các bạn đã nắm bài như thế nào, được không? Với đoạn trích này thì chúng ta sẽ chia làm mấy phần và nội dung từng phần như thế nào? Có còn là 4 phần như đoạn trước hay không? Đó. Và nếu như mà gọi đây là một đoạn trích tả cảnh thiên nhiên thì nội dung của từng phần thì tả cảnh gì? Trong đó có con người hay không? Đấy. Ừ.
À, 3 phần, đúng rồi, chính xác, 3 phần. Là à, ở đây thì bắt đầu Bảo Duy này là 4 câu đầu, 8 câu tiếp và 4 và 6 câu cuối, đúng không? Đúng rồi. 4 8 6 sẽ là bố cục mà chúng ta phân tích cho đoạn trích này, được không? Chị ghi ra đây nhá, là 4 8 6. Còn đoạn trích chị em Thúy Kiều thì sẽ là 4 4 12 4, được không? 4 câu đầu. 4 câu đầu của đoạn trích này là miêu tả gì nhỉ? Đúng rồi, là miêu tả khung cảnh thiên nhiên. Khung cảnh thiên nhiên mùa xuân. 8 câu thơ tiếp theo sẽ là 8 câu thơ miêu tả gì nhỉ? À, miêu tả khung cảnh lễ hội. Đó, và 6 câu cuối sẽ là miêu tả cảnh du xuân trở về, cảnh chị em Kiều du xuân trở về. Rồi, đó sẽ là bố cục của chúng ta nhé. Ừ, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, các em đã nắm được bố cục của phần này rồi, đúng không? Có vẻ như là nó nhẹ nhàng hơn hôm trước chúng ta học về cả số lượng câu thơ rồi là nội dung phân tích nữa. Nhưng mà cụ thể như thế nào thì chúng ta không thể chủ quan trước được. Đây, chị sẽ ghi trước ra đây nhá, cái bố cục phân tích của chúng mình này. Chúng ta sẽ có đây 4 câu đầu. Được chưa? Sau đó là 8 câu tiếp nhá. Là đây, đến đoạn này cho tiền giấy bay này. Và cuối cùng là 6 câu thơ cuối. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích cụ thể từng phần này một, cũng theo cái bố cục mà chúng ta vừa mới chia nhá. Được không? Ok không nào? Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần 1 là 4 câu thơ đầu là về khung cảnh thiên nhiên. Đó, 4 câu thơ đầu. Đây, mở ngoặc ra đây luôn là 4 câu thơ đầu. Nếu như gọi 4 câu thơ này là một bức tranh miêu tả thiên nhiên thì trong bức tranh này có những màu sắc như thế nào? Có những gam màu ra sao? Các em xác định thông qua những từ ngữ cho chị nhé. Được không? Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60, cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Rồi, nếu như gọi đây là một bức tranh về thiên nhiên mùa xuân đi, thì trong bức tranh này có những gam màu nào? Đâu là màu chủ đạo? Đâu là màu điểm xuyết? Các bạn xác định giúp chị nhé. Được không? À, xanh và trắng. Rồi, trong đó xanh là màu chủ đạo đúng không? Cỏ non xanh tận chân trời. Còn trắng là sắc trắng của cành lê, chỉ là trắng điểm một vài bông hoa thôi. Điểm xuyết trong cái nền màu xanh của cỏ và cả nền xanh của trời nữa, đúng không? Nhưng mà trước đó, trước khi phân tích về màu sắc của bức tranh này, chúng ta sẽ đến với hai câu thơ đầu tiên nói về thời gian của mùa xuân nhá. Ngày xuân con én đưa thoi. À đây rồi, hình ảnh con én đưa thoi. Một lần nữa chúng ta lại bắt gặp bút pháp tượng trưng ước lệ trong câu thơ này. Người ta thơ xưa thì thường hay lấy những hình ảnh của thiên nhiên, thì ở đây chính là hình ảnh con én đưa thoi để nhằm mục đích là không chỉ nói về một cái đặc trưng của mùa xuân, đúng không? Mùa xuân thì hình ảnh con én là tượng trưng cho mùa xuân, nhưng mà bên cạnh đó cũng là để gợi tả, để nhắc đến là thời gian mùa xuân trôi rất là nhanh, con én đưa thoi cơ mà, đúng không nào? Đó, thì Nguyễn Du đã phác họa bức tranh mùa xuân rất là ấn tượng với cả không gian và thời gian, cảnh vật được hiện ra với những cái vẻ đẹp rất là riêng của mùa xuân. Thì trước tiên chúng ta để ý đến hình ảnh con én đưa thoi nhá. Sau đấy là hình ảnh về thiều quang. Thiều quang là một thứ ánh sáng đẹp. Khi mà các em xem cái phần chú giải trong sách giáo khoa ấy, thì các em sẽ thấy được thiều quang là ý chỉ một thứ ánh sáng đẹp. Và đây là thứ ánh sáng đặc trưng cho mùa xuân, đem đến cho chúng ta cái sắc thái tươi tắn trong bức tranh mùa xuân này. Nhưng mà thiều quang chín chục đã ngoài 60 thì thiều quang này cũng có ý nghĩa để miêu tả thời gian. Có nghĩa là mùa xuân có
có 90 ngày thì đã qua được 60 ngày rồi. Có nghĩa là tháng 1 và tháng 2 đã qua rồi, bây giờ đã bước vào tháng 3. Và câu thơ tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn, đó là thanh minh trong tiết tháng 3. Thấy không? Nhá. Đó, thì đây cũng chính là một cái nghệ thuật tự sự của Nguyễn Du. Khi mà nhắc đến về thời gian, không phải là cái tuần tự, mà cũng dùng cả bút pháp ước lệ trong việc miêu tả thời gian nữa. Từ hình ảnh con én đưa thoi, rồi là thiều quang chín chục đã ngoài 60. Đúng rồi. Đấy, thời gian trôi nhanh quá, mấy đó đã cuối tháng của mùa xuân. Đúng, chính xác đấy. Thì nếu như mà, có phải là nếu như mà mùa xuân là 3 tháng đúng không? Thì bây giờ đã qua được 60 ngày, thì đã là qua tháng 1, tháng 2 rồi. Bây giờ bước vào tháng 3 là chính là cái thời gian mà con người ta bắt đầu tham gia những cái lễ hội mùa xuân. Và ở đây cụ thể là lễ hội Thanh Minh, được không? Thanh Minh trong tiết tháng 3. Rồi, đó là về thời gian nhá. Tiếp tục chúng ta đến gần hơn với bức tranh này. Thì bức tranh này có hình ảnh của cỏ non và cành lê trắng điểm. Đây là những hình ảnh rất là đặc trưng của mùa thu, à của mùa xuân. Chị xin lỗi một chút. Cỏ non xanh tận chân trời và màu sắc của nó thì là có sắc xanh và sắc trắng. Thấy chưa? Nhưng mà là xanh tận chân trời và trắng điểm một vài bông hoa. Cụ thể bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích nhá. Thì giống như cấu trúc mà buổi hôm trước chị có nhắc với các bạn, đó là trước khi đi vào phân tích chúng ta có một câu để khái quát cái nội dung của bốn câu thơ này. Thì đó là Nguyễn Du, được không? Nguyễn Du đã khắc họa bức tranh thiên nhiên mùa xuân từ các yếu tố gì nhở? Về thời gian này, không gian này, màu sắc này, vân vân, được chưa? Đó chính là nội dung của bốn câu thơ này. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích sâu hơn nhá. Hai câu đầu thì gợi trí tưởng tượng cho người đọc về mặt thời gian. Ở đây chúng ta có thể tách nhỏ ra hơn, đó là hai câu một, hai câu một. Hai câu đầu là gợi tả về thời gian. Được chưa? Thì trong hai câu thơ đầu này thì chúng ta sẽ chú ý đến, đầu tiên là hình ảnh con én đưa thoi nhá. Và thứ hai là hình ảnh thiều quang chín chục đã ngoài 60 này. Được chưa? Và cái hình ảnh mà thoi đưa, hình ảnh con én đưa thoi, nó cũng xuất hiện rất là nhiều ở trong không chỉ là các bản thơ ca mà còn là trong văn học dân gian nữa, như là trong câu ca dao mà là thời giờ thấm thoắt thoi đưa, hết mưa lại nắng, hết ngày lại đêm. Đấy, để cho thấy được cái nhịp bước của thời gian trôi qua rất là nhanh, đặc biệt là sắc xuân là sắc của tuổi trẻ, là mùa của sự sống, của sự sinh sôi, đúng không? Nhưng mà thời gian cũng trôi qua rất là nhanh. Vậy là ở đây chúng ta đang dần cảm nhận được cái bước đi của thời gian và cả cái nhịp miêu tả của tác giả Nguyễn Du nữa. Sau này về sau những câu thơ tiếp theo, chúng ta sẽ thấy được cái sự rộn ràng, nhưng trong đấy cũng có cái sự gấp gáp nữa, bởi vì thời gian trôi qua rất là nhanh, được không nào? Đó là về cái hình ảnh con én đưa thoi nhá. Chúng ta vừa nhấn mạnh được đây là một hình ảnh là biểu tượng của mùa xuân, được không? Con én là ẩn dụ cho thời gian mùa xuân, nhưng bên cạnh đấy con én đưa thoi cũng là cách nói ước lệ tượng trưng về thời gian nhịp nhàng trôi đi. Đó là ý đầu tiên, và các em có thể liên hệ đến cái hình ảnh con én đưa thoi, hình ảnh thời giờ thấm thoắt thoi đưa ở trong câu ca dao nhá. Sau đó này, chúng ta bước sang hình ảnh thiều quang chín chục đã ngoài 60, đã đem đến cho chúng ta thứ nhất là cái không khí, cái tính chất tươi sáng cho khung cảnh mùa xuân này. Xung quanh tràn ngập ánh thiều quang, đó là ánh sáng tươi đẹp đang rọi chiếu lên toàn cảnh vật, được chưa? Nhưng mà ý tiếp theo thì ánh sáng ấy đã mang đến sức sống, tạo cảm giác trẻ trung, mới mẻ. Nhưng hai câu thơ đồng thời cũng thể hiện cái niềm nuối tiếc trước sự trôi nhanh của thời gian, khi mà ngày xuân có 90 ngày thì đã trôi qua được 60 ngày rồi. Đúng rồi, đúng, chính xác đấy. Ok không? Ok cùng với chị không? Ô chị ngước lên mà sao hôm nay thấy ít bạn học với nhỏ. Chị cứ nghĩ là hôm nay là thứ bảy ấy, thì ngày mai các bạn được nghỉ rồi, thì các em có thể sắp xếp thời gian lên học cùng với chị.
Nhưng mà số lượng chúng mình học kiểu càng ngày càng ít ý. Chị cũng không hiểu là tại sao. Để chưa, các em nắm rõ được hai câu thơ này chưa? Các bạn ơi, hai câu thơ này thì chúng ta sẽ lấy cái từ khóa về thời gian nhé, để diễn tả và để phân tích hai câu thơ này với những hình ảnh. Và chúng ta lại một lần nữa phải nhớ được là Nguyễn Du liên tục sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng, là một bút pháp rất là quen thuộc ở trong thơ xưa, để không chỉ miêu tả con người như đoạn trích chúng ta học, mà đây còn là miêu tả thiên nhiên, miêu tả thời gian nữa. Rồi, à mai vẫn đi học. Mai là ngày, nếu như từ thứ hai đến thứ bảy là chúng ta học trên trường đúng không, thì ngày chủ nhật thì gọi là ngày học ở nhà. Ngày học ở nhà không phải là ở chỉ nhà mình này, còn đi học ở nhà thầy cô, học thêm các thứ đúng không, sự nghiệp học hành rất là vất vả đấy. Thấy chưa? À chị đã nói rồi, đây nhá, chị nói lại từng ý một nhá. Đây, Bích Ngọc theo dõi giúp chị nhá. Thứ nhất là hình ảnh con én đưa thoi. Thứ nhất là đây là hình ảnh ẩn dụ cho thời gian mùa xuân, con én là tượng trưng cho mùa xuân. Còn con én đưa thoi thì bên cạnh đấy cũng góp phần diễn tả sự trôi nhanh, sự nhịp nhàng của thời gian mùa xuân. Và chúng ta có thể liên hệ đến với cả hình ảnh con én đưa thoi, hình ảnh thời gian thấm thoắt thoi đưa ở trong câu ca dao. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hết mưa lại nắng, hết ngày lại đêm. Cái này cũng có hai ý nhá, được chưa? Sang câu thơ thứ hai, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Thứ nhất, đem đến cái ánh sáng tươi sáng, cái tính chất tươi đẹp, lung linh cho bức tranh mùa xuân này. Xung quanh tràn ngập ánh thiều quang, và chúng ta phải biết được đấy là thứ ánh sáng tươi đẹp và đang rọi chiếu lên toàn cảnh vật, đem đến cho bức tranh mùa xuân cảm giác trẻ trung và mới mẻ. Đấy là ý đầu tiên. Ý thứ hai thì đồng thời cũng bày tỏ cái niềm tiếc nuối trước sự trôi nhanh của thời gian, khi mà ngày xuân có 90 ngày thì đã qua được 60 ngày rồi, chỉ còn một tháng 3 cuối cùng này nữa thôi. Được chưa? Đó là hai câu thơ đầu nhá. Chúng ta sang hai câu tiếp theo. Hai câu thơ tiếp theo thì như chị đã hỏi với các bạn ban đầu đấy, là hai câu thơ này chúng ta đi gần hơn đến với bức tranh mùa xuân, xem là Nguyễn Du đã miêu tả bức tranh này như thế nào. Chỉ cần hai câu thôi nhá. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Sao chị nhìn lên đây nó cứ tối tối nhỉ? Không biết các em xem nó có bị tối không? Các bạn nhỏ xem có bị tối không? Ôi mai có cả các bạn họp phụ huynh này. Ở trường các em đã bắt đầu họp phụ huynh đầu năm rồi sao? Kiểu như các bạn bận rất là nhiều đúng không? Nên là chị vẫn để những cái phần phát trực tiếp này để lại, nên là bạn nào cần có thể xem lại được nhá, được không nào? Rồi, sang phần này nhá. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Nói là khung cảnh thiên nhiên mùa xuân, nghĩ đến thôi chúng ta có biết bao nhiêu thứ phải nói lên đúng không? Từ thời gian đến không gian, xem là cảnh vật có những thứ gì, màu sắc ra sao, đặc tính như thế nào, vân vân. Nhưng mà ở đây Nguyễn Du chỉ cần có hai câu thơ thôi là đã nêu lên được toàn bộ cái tính chất, cái đặc điểm, cái đặc trưng và những gì tiêu biểu nhất, đặc sắc nhất. Cái bức tranh mùa xuân của Nguyễn Du không chỉ có điểm nhấn, không chỉ miêu tả dựa trên bút pháp là chấm phá đúng không, vừa tạo được điểm nhấn cho bức tranh, nhưng mà cái cách mà tác giả sử dụng những hình ảnh này, tác giả sử dụng những từ ngữ thì lại giúp cho chúng ta hình dung được tổng quát cả cái bức tranh này như thế nào. Nghĩa là bức tranh của Nguyễn Du hiện lên vừa có tính tổng quát lại vừa có tính điểm nhấn. Các em thấy đặc sắc chưa? Điểm nhấn như thế nào và tổng quát ra sao, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng câu thơ một nhá. Đầu tiên này, cỏ non xanh tận chân trời, chúng ta đến hai câu thơ tiếp theo thì sẽ cụ thể hơn về thiên nhiên mùa xuân này. Sao chị cứ bị nhầm thiên nhiên mùa xuân với thiên nhiên mùa thu đấy nhở? Ý là chị nghĩ đây là mùa xuân ấy, nhưng mà chị cứ bị nói nhầm thành mùa thu ấy, không hiểu sao. Hay tại hôm qua viết mấy câu về mùa thu xong rồi bây giờ bị nhiễm luôn, được không nào? Thì trong hai câu thơ tiếp theo này là một bức họa tuyệt đẹp về mùa xuân. Bức họa xuân hiện ra không chỉ có màu sắc, được không? Không chỉ có màu sắc mà còn là những hình ảnh tiêu biểu nhất của mùa xuân. Thứ nhất là hình ảnh thảm cỏ non xanh trải ra mênh mông đến tận chân trời. Hình ảnh đầu tiên nhá, là thảm cỏ.
cỏ non xanh tận chân trời, thảm cỏ đi liền với cả sắc xanh. Và đặc điểm là gì? Tận chân trời. Ok không? Đó, thì trong câu thơ này đầu tiên, cỏ non xanh tận chân trời, thì màu xanh này là một màu xanh có tính chất như thế nào? Màu xanh này có tính chất như thế nào nhỉ? Các em nêu lại cho chị nào. Theo các em thì màu xanh này có tính chất như thế nào? Nào, với các bạn thì các em hình dung ra sắc xanh của cỏ này như thế nào? Đây là một màu xanh nó đem đến tính chất như thế nào cho bức tranh mùa xuân mà Nguyễn Du đang khắc họa ở đây? À, chúng ta sẽ thấy được nhá, màu xanh non của cỏ, đúng, nếu như mà con én là hình ảnh tượng trưng cho mùa xuân thì màu xanh non của cỏ chính là màu sắc tượng trưng cho tính chất của mùa xuân đem lại, là mùa của sinh sôi nảy lộc, đúng không? Và khi mà nảy lộc đấy thì tất nhiên rồi, sắc xanh chính là cái màu sắc đặc trưng nhất, đem đến không chỉ là một gam màu nền tươi sáng cho bức tranh mà còn đem đến cho chúng ta cái sự mới mẻ ở trong tâm hồn ấy. Đúng không? Cái sự mới mẻ trong tâm hồn khi mà chúng ta, các em cứ tưởng tượng mùa xuân đến, xong rồi các em sau một kỳ nghỉ Tết, nếu như mà được đi học bình thường ấy, đó, thì các em đến trường thấy những cái lùm cây ở trường bắt đầu đâm chồi nảy lộc, các em sẽ thấy được cái tiết trời trong mùa xuân đấy nữa. Tất cả đều rất là hài hòa và cảm giác có sự trong trẻo, tinh khôi ở đây nữa. Đúng rồi, đúng, chính xác. Đó, cho nên là cỏ non xanh tận chân trời. Sang đến hình ảnh thứ hai nhá. Và ở đây hình ảnh cỏ non xanh tận chân trời này thì chúng ta nếu như mà các em tìm hiểu thì các em sẽ thấy được là đây chính là cái thần và cái hồn, là nét vẽ trung tâm của cả bức tranh. Có lẽ như ở đây Nguyễn Du cũng đã học tập hai câu thơ cổ ở trong Trung Quốc, khi mà chúng ta thấy có cái sự tương đồng ở trong bút pháp miêu tả ở đây, đó là Phương Thảo Liên Thiên Bích, Lê Chi Sổ Điểm Hoa. Chị sẽ ghi ra đây để các em hiểu được cái cách mà chúng ta liên hệ mở rộng nhé. Chúng ta sẽ không liên hệ mở rộng bằng cách là chỉ nêu lên cái câu thơ tương tự như thế, mà chúng ta phải nêu lên được là vậy thì liên hệ mở rộng ở đây là mục đích là phải làm rõ hơn cái đối tượng chúng ta đang phân tích cơ mà, đúng không? Vậy thì chúng ta nêu hai câu thơ này ở đây nhằm mục đích gì? Để chị ghi lại cho các em hình dung được nhá. Phương Thảo Liên Thiên Bích. Lê Chi Sổ Điểm Hoa. Được không? Và câu thơ của Nguyễn Du, đây là một câu thơ cổ của Trung Quốc nhá. Và câu thơ của Nguyễn Du này, cỏ non xanh tận chân trời. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Đây là câu thơ của Nguyễn Du. Chưa, ok chưa? Thì ở đây nhá. Rồi, Phương Thảo Liên Thiên Bích, Lê Chi Sổ Điểm Hoa. Phương Thảo là hương cỏ thơm, liền với trời xanh, Liên Thiên Bích, Lê Chi Sổ Điểm Hoa. Thì trên cành lê có mấy bông hoa. Đại ý của hai câu thơ này đó là cỏ thơm liền với trời xanh, trên cành lê có mấy bông hoa. Ok không? Và chúng ta sẽ thấy được cái điểm khác biệt mà ở đây Nguyễn Du đã tạo nên điểm nhấn và tạo nên cái phong cách của mình như thế nào. Là trong câu thơ cổ của Trung Quốc thì thiên về mùi vị, Phương Thảo Liên Thiên Bích. Còn hai câu thơ của Nguyễn Du thì thiên về màu sắc, được không? Đúng không? Vẫn là những đối tượng là thảo, đúng không? Là lê, có nghĩa là cỏ này, là cành lê. Nhưng mà câu thơ của Trung Quốc thì thiên về cái gọi là cái mùi vị, cái hương vị, đúng không? Là phương đây này, Phương Thảo Liên Thiên Bích. Còn câu thơ của Nguyễn Du thì thiên về màu sắc hơn. Chỉ cần dùng hai từ ngữ về màu sắc đấy kết hợp với những yếu tố xung quanh, tạo nên được một bức tranh mùa xuân. Tạo nên được một bức tranh mùa xuân với đầy đủ cả về màu sắc và cả về cái tính chất của nó, về sự tươi trẻ của nó nữa. Được không nào? Ok chưa? Các bạn đã biết cách chúng ta liên hệ mở rộng và phân tích chưa?
Có nghĩa là khi mà các em phân tích đến câu thơ nào và các em liên hệ đến với một câu thơ khác ấy, thì bên cạnh việc các em trích ra một câu thơ khác thì các em cũng hãy chỉ ra được là ý nghĩa của hai cái câu thơ chúng ta liên hệ là gì. Còn từ đó chúng ta xác định được cái điểm đặc sắc trong câu thơ mà chúng ta đang phân tích là gì. Ở đây thì chính là câu thơ cổ của Trung Quốc thì thiên về cái mùi vị, về cái hương vị thôi. Còn trong câu thơ của Nguyễn Du thì thiên về màu sắc nhiều hơn. Và bằng cách đó thì với cái bút pháp chấm phá, tác giả chỉ cần gợi lên cái sắc xanh của cỏ, sắc trắng của hoa lê điểm xuyết vào thôi, cũng đã đủ để đem đến cho chúng ta một bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp với màu sắc và với cả cái không khí, tính chất của nó, với cả vẻ đẹp tinh khôi, mới mẻ và trong sáng, trẻ trung, đầy sức sống nữa. Được không? Nhá, được chưa nào? Các bạn cứ đi đâu hết rồi ấy. Là rồi cảm giác như chị cứ đang nói một mình, chẳng có ai tương tác cả. Buồn ghê ấy. Hiểu không? Hay để chị ví dụ thêm những cái cách để chúng ta liên hệ mở rộng nữa nhá. Bên cạnh việc chúng ta liên hệ với hai câu thơ cổ của Trung Quốc thì về sau này hậu thế cũng có sử dụng những cái hình ảnh về cỏ non này để miêu tả không gian và để miêu tả màu sắc ở trong mùa xuân. Ví dụ như là trong câu thơ của Nguyễn Trãi đi, Nguyễn Trãi đã có câu thơ là cỏ xanh như khói bến xuân tươi, trong bài thơ Bến đỏ xuân đầu trại. Cỏ xanh như khói bến xuân tươi. Các em đọc câu đấy lên thì các em rõ ràng có thấy nhá, có thấy là tác giả còn sử dụng trực tiếp cái từ tươi nữa. Nhưng mà cỏ xanh như khói, cảm giác như có cái gì nó đang mơ màng. Còn trong câu thơ của Nguyễn Du thì là cái sự trong sáng, là sự tinh khôi mới mẻ. Được không? Hay là tiếp tục chúng ta cũng có thể liên hệ đến với câu thơ của Hàn Mặc Tử, đó là sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời. Cũng là hình ảnh cỏ, cũng là hình ảnh đến tận chân trời, nhưng mà trong câu thơ của Nguyễn Du thì là cỏ xanh, đúng không? Cỏ non xanh tận chân trời, có nghĩa là chính cái sắc xanh đấy đã nối liền cả mặt đất và chân trời. Còn trong câu thơ của Hàn Mặc Tử thì là sóng cỏ, được không? Thì chính là những cái sóng cỏ đấy, những cái gợn cỏ đấy mới là cái thứ kết nối. Và ở trong câu thơ của Hàn Mặc Tử là nhấn mạnh về những cái hành động, những cái sự thay đổi, những cái tính chất ở trong cây cỏ. Còn trong câu thơ của Nguyễn Du là nhấn mạnh về mặt màu sắc. Em thấy không? Hình dung nhá, sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời là chính là có gió ở đây nữa. Có gió đã tạo nên những cái sóng cỏ cứ gợn gợn tới chân trời. Còn trong câu thơ của Nguyễn Du thì là cỏ non xanh tận chân trời. Chính cái sắc xanh của cỏ mới là cái thứ kết nối mặt đất với chân trời, tạo nên cái sự hài hòa trong màu sắc của bức tranh. Được không? Hiểu ý chị không nào? Cho nên là khi mà liên hệ mở rộng, chị cũng muốn là các em nắm được nội dung của những câu thơ mà chúng ta liên hệ mở rộng đấy, để từ đó nhấn mạnh lên cái sự đặc sắc trong câu thơ mà chúng ta đang phân tích. Được không? Đúng rồi, chính xác ấy. Có nghĩa là khi mà các em liên hệ mở rộng ấy thì đừng chỉ nêu ra đơn thuần, mà hãy có thêm những câu từ để chúng ta phân tích, thì chúng ta sẽ giúp cho bài viết của mình nó đặc sắc hơn, và cũng giúp cho người đọc ấy hiểu được là ở đây là bạn nhỏ này đang đi liên hệ mở rộng, mà bạn ấy nắm được là bạn ấy đang viết về cái gì. Chứ không phải là chỉ đọc đâu đó một câu thơ, thấy có hình ảnh tương tự như thế cũng đem ra liên hệ đâu. Thấy chưa? Rồi, tiếp tục nhá. Đó là về sắc xanh. Tiếp tục sang đến câu thơ thứ hai này, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Ở đây là tính từ trắng, được không? Tính từ trắng kết hợp với động từ điểm và từ trắng được đảo lên trước, có nghĩa là ở đây cũng có một chút đảo ngữ. Bình thường thì sẽ là điểm trắng, đúng không? Tô điểm lên sắc trắng, còn ở đây thì là trắng điểm, để nhấn mạnh lên cái yếu tố được đảo lên trên. Đảo ngữ là khi mà chúng ta muốn nhấn mạnh cái yếu tố được đảo lên trên ấy, thì trắng điểm ở đây là muốn nhấn mạnh về sắc trắng, và bên cạnh đấy đi cùng với đó là từ điểm, là động từ điểm. Chỉ tính chất của sắc trắng này chỉ là điểm xuyết mà thôi. Điểm xuyết một vài bông hoa, nghĩa là các em cứ hình dung là trên một bức tranh toàn bộ màu nền của nó là màu xanh đi, thì bây giờ có điểm xuyết chấm phá một vài bông hoa lê màu trắng ở đấy nữa, làm cho bức tranh xuân vốn đã tươi trẻ, vốn đã ngập tràn cái màu sắc của sức sống rồi, thì giờ lại trở nên trong sáng hơn, tinh khôi hơn với sắc trắng của hoa lê nữa. Được không? Sẽ là ý thứ hai nhá. Đây, bước sang ý thứ hai này.
là về sắc trắng của hoa lê, chúng ta sẽ đặc biệt đi phân tích về đảo ngữ trắng điểm. Được chưa? Và cái việc mà chữ trắng được đảo lên trước chữ điểm nó còn tạo lên được cái sự bất ngờ và mới mẻ nữa. Chữ điểm thì gợi nó giống như là một cái bàn tay của tạo hóa đang khéo léo vẽ hồn cho bức tranh xuân, và từ đó bức tranh mùa xuân của chúng ta đã trở nên có hồn và sống động hơn với những đường nét vô cùng mềm mại và tĩnh tại. Đúng rồi, dạt dào sức sống và không khí trong trẻo nhá. Đây, các bạn đã nắm được hết những cái ý nghĩa cơ bản rồi đây này. Thì học kiến thức nền cùng với chị thì chị không mong gì hơn ngoài việc các em có thể ghi nhớ được và sẽ biết được cái cách chúng ta phân tích thơ dựa trên chính nguyên bản của nó. Phân tích như thế nào, thứ tự ra sao, lựa chọn các hình ảnh như thế nào và nêu lên ý nghĩa của các từ ngữ đấy. Thì đấy là cách chúng ta phân tích thôi, không cần phải rườm rà, không cần phải phức tạp gì nhiều đâu, không có yêu cầu các em phải học thuộc lòng bất cứ cái gì cả. Các em cứ dựa vào chính những câu thơ mà tác giả đã sáng tác để chúng ta phân tích thôi, với những cái cách kết hợp từ và với những cái thứ tự sử dụng hình ảnh của tác giả. Thì tất cả chúng ta cứ dựa vào đấy thôi là viết được mà. Hiểu ý chị không nào? Nhá. Và ở đây thì các em có thể tham khảo một cái cách diễn đạt chị nghĩ là khá là hay để chúng ta có thể áp dụng vào bài viết và phong phú hơn cái cách phân tích của mình. Đó là dường như ở đây Nguyễn Du đã thay mặt cho tạo hóa dùng ngòi bút để chấm phá bức tranh nghệ thuật cho riêng mình. Tác giả đã rất thành công khi kết hợp tả và gợi. Trong đó nhá, các em phải nhớ, trong đó gợi là chính, hay chính là bút pháp mà lúc đầu bạn Bảo Duy đã nhắc, chính là bút pháp chấm phá. Không phải là miêu tả chi tiết mà ở đây chỉ là gợi là chính thôi, là nhắc đến những hình ảnh tiêu biểu nhất và từ đấy gợi ra được toàn bộ bức tranh của mùa xuân. Được không nào? Và qua đó thì chúng ta thấy được tâm hồn con người tươi vui, phấn chấn, nhạy cảm và tha thiết với vẻ đẹp của thiên nhiên. Nhá, hiểu ý chị không nào? Ok không? Đó là một chút cái phần tiểu kết chúng ta rút ra được qua hai câu thơ đầu tiên về mùa xuân này. À, qua bốn câu thơ đầu tiên về mùa xuân. Nghĩa là mùa xuân hiện lên trước mắt chúng ta như là một bức tranh huyền sắc. À, Nguyễn Du đã miêu tả cho chúng ta từ bước đi của thời gian cho đến những đặc điểm của không gian và của màu sắc trong bức tranh xuân ấy. Trong bức tranh xuân chúng ta thấy hiện lên đó là sắc xanh là nền cho bức tranh và trong đó điểm xuyết màu trắng của hoa lê. Tất cả đều được hiện ra dưới bút pháp chấm phá. Trong đó thì gợi là chính, đúng không? Kết hợp tả và gợi, nhưng trong đó gợi là chính. Để Nguyễn Du dường như đã thay mặt tạo hóa để dùng ngòi bút chấm phá cho bức tranh nghệ thuật của riêng mình. Qua đấy thì chúng ta cảm nhận được là tâm hồn con người hay là tâm hồn người nghệ sĩ tươi vui, phấn chấn, nhạy cảm, tha thiết với vẻ đẹp của thiên nhiên. Ở đây thì có người thì cho rằng đây là Nguyễn Du nhìn từ góc nhìn của Thúy Kiều, nhưng cũng có người cho rằng thì đây là Nguyễn Du đứng từ góc nhìn từ xa khi mà quan sát toàn bộ khung cảnh thiên nhiên mùa xuân. Đấy, thì các em thì thấy thế như thế nào? Các em thì thấy như thế nào? Xem là các em thì cho rằng tác giả Nguyễn Du đang nhìn bức tranh này, miêu tả bức tranh này từ góc độ của Kiều, từ góc nhìn của Thúy Kiều, hay là... Ố, thế á? Sao thế nhở? Ok em ơi, có xem có ok không? Mạng lại có vấn đề sao? Được không? Thế các em đang bị mắc ở đoạn nào? Chị đang nói đến đoạn nào thì nó bị giật đấy. Các em thử thoát ra vào lại giúp chị được không? Thế là mạng này chán quá, nó cứ hay bị như thế ấy. À, rồi ok. Thì chị vừa mới nêu lên cái đoạn tiểu kết của bốn câu thơ đầu này nhá, là bốn câu thơ đã gợi lên khung cảnh thiên nhiên, được chưa? Đối tượng của bốn câu thơ này là thiên nhiên mùa xuân, chứ không có một yếu tố gì về con người ở đây cả, là thiên nhiên mùa xuân. Thiên nhiên đó được tác giả nhấn mạnh bắt đầu từ yếu tố thời gian, khi mà ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Ngày xuân 90 ngày thì đã qua được 60 ngày rồi. Bên thấp thoáng đâu đó cái sự tiếc nuối về nhịp trôi nhanh của thời gian. Nhưng mà trong bức tranh xuân ấy, từ ánh sáng thiều quang tươi đẹp lung linh đến sắc xanh là sắc là cái màu làm nền cho bức tranh, với cả điểm xuyết ở đấy là sắc trắng của hoa lê, thì Nguyễn Du dường như đã thay mặt tạo hóa dùng ngòi bút để chấm phá cho bức tranh nghệ thuật của riêng mình.
Ở đấy chúng ta cũng thấy hiện lên một tâm hồn người nghệ sĩ rất là nhạy cảm, yêu thiên nhiên và tha thiết với vẻ đẹp của thiên nhiên. Thì chị đang muốn hỏi các bạn là với quan điểm của các em nhé, với cái cách cảm nhận của các em thì ở đây trong bốn câu thơ này là tác giả Nguyễn Du đứng từ góc nhìn của ai? Là từ góc nhìn của Thúy Kiều cảm nhận không khí mùa xuân hay là từ một cái góc nhìn xa nhìn lên tổng quát toàn bộ cả thiên nhiên và con người trong mùa xuân này? Bởi vì là cũng có hai cái quan điểm như thế khi mà phân tích bốn câu thơ này và phân tích toàn bộ cái bức tranh mùa xuân từ con người đến lễ hội, thì có người cho rằng là Nguyễn Du kết hợp những cái góc nhìn khác nhau, từ góc nhìn của Thúy Kiều đến góc nhìn của tác giả từ một góc nhìn xa xôi nào đấy, nhìn tổng quát đấy, đúng rồi. Nhá, hiểu ý chị không? Thì chị nghĩ rằng là trong bốn câu thơ này nhá, nó vừa cho thấy được một cái nhìn tổng quát mà người ta vẫn hay nhấn mạnh là cảnh thiên nhiên có điểm, có diện, đúng không? Hài hòa mà vẫn tạo được ấn tượng nổi bật. Các em nhớ nhá, là một bức tranh thiên nhiên có điểm, có diện. Các em hiểu cái cách nói này không? Có điểm, có diện. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là vừa có yếu tố điểm xuyết, vừa có yếu tố điểm nhấn, được không? Nhưng mà vừa có yếu tố toàn diện nữa. Bức tranh thiên nhiên này vừa hài hòa nhưng vẫn tạo được ấn tượng nổi bật. Thì các em có thể sử dụng cái cách này để nhấn mạnh về cách miêu tả thiên nhiên của Nguyễn Du nhé. Có điểm, có diện. Từ bên Nguyễn Du, có bạn thì cho rằng là từ bên Nguyễn Du. Có bạn thì nghĩ rằng Kiều đấy. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn nghĩ là ở đây nhá, là tác giả phải nhìn toàn bộ bức tranh này thì mới có thể miêu tả như vậy. Nhưng bên cạnh đấy thì khi mà lòng người tươi vui rộn ràng với cái sắc xuân đấy thì mới có thể nhìn thiên nhiên với một ánh mắt như vậy, đúng không? Ý là cái cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu ấy, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nghĩa là để miêu tả được thiên nhiên mà có cả cái yếu tố về cảm xúc ở đấy nữa thì chắc hẳn là Nguyễn Du cũng đang đứng từ góc nhìn của Kiều để miêu tả. Đấy, đấy là rất nhiều những cái khía cạnh, rất nhiều những cái quan điểm mà người ta dựa vào đấy để phân tích những câu thơ này. Thì chị nghĩ rằng ở đây là Nguyễn Du có sự kết hợp của cả hai. Thì mới nói với các bạn là ở đây bức tranh mùa xuân của chúng ta có điểm, có diện, có cả điểm nhấn và có cả sự toàn diện, có cả yếu tố miêu tả thiên nhiên nhưng cũng có trong đấy tiềm ẩn, trong đấy tiềm tàng, trong đấy cái cảm xúc của con người nữa, đúng không? Đó, thì các bạn đã nắm được bốn câu thơ này chưa? Trong bốn câu thơ này thì chị cũng đã nêu ra rất nhiều những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng cho chúng mình rồi. Chị mong là các bạn có thể ghi kịp và áp dụng vào những bài viết sau này nếu như các em gặp phải đề này nhá. Và đây sẽ là bốn câu thơ tiêu biểu nhất, bốn câu thơ trọng tâm nhất trong đoạn trích cảnh ngày xuân. Nhắc đến cảnh ngày xuân là chúng ta nhắc đến bốn câu thơ này, và đặc biệt là hai câu thơ miêu tả thiên nhiên này ấy, thì sau này các em sẽ được sử dụng trong rất nhiều lần các em đối chiếu, so sánh, mở rộng với những bài thơ sau này chúng ta học về bút pháp miêu tả thiên nhiên của những tác giả khác về sau. Hiểu ý chị không? Cho nên là hãy nắm rõ được nội dung của bốn câu thơ này nhé. Rồi, chị cứ thấy rất nhiều các bạn bắt đầu vào xem này. Chắc là các bạn vừa nãy thoát ra rồi bây giờ lại vào lại xem lại đúng không? Các em đã ghi kịp chưa? Và bây giờ cùng với chị chuyển sang phần tiếp theo được không nào? Đợi các bạn nhé. Chị trong lúc đấy chị sẽ ghi cái phần 2. Quên mất, sao lại ghi bút đỏ nhỉ? Bút đen, đây rồi. Phần 2 thì sẽ là khung cảnh lễ hội. Các em đã theo kịp chưa? Các bạn ok chưa nào? Thì các em đồng thời các em cũng sẽ thấy được cái cách mà chị phân tích thơ nhá. Là đầu tiên chúng ta nêu lên cái nội dung cơ bản của đoạn thơ đấy chính là câu thơ tổng quát, à câu văn tổng quát. Sau đấy chúng ta đi vào phân tích kỹ. Và cuối cùng thì có một cái phần tiểu kết nho nhỏ. Thì đấy cũng là cấu trúc của một đoạn văn phân tích tổng phân hợp. Khi mà các em áp dụng vào phân tích thơ thì cách đó cũng là một cái cách rất là hữu hiệu, vừa giúp chúng ta phân tích kỹ nhưng vừa giúp chúng ta tổng kết lại được những gì đặc sắc nhất của câu thơ đấy.
Được chứ, em có thể chia sẻ nhá, các bạn khác cũng vậy, các em hoàn toàn có thể chia sẻ để vừa giữ lại cái phần phát trực tiếp này này, cũng vừa giúp cho lan tỏa thêm nhiều hơn nhiều bạn bè khác vào học cùng với chúng mình cho vui nhở. Rồi, sang đến những câu thơ tiếp theo nhá. Sang những câu thơ tiếp theo, chúng ta có 8 câu thơ tiếp theo, chính là khung cảnh lễ hội trong Tết Thanh Minh. À, bây giờ là kiểu như là miêu tả thiên nhiên xong rồi, bắt đầu đi vào chi tiết xem con người ra sao trong Tết Thanh Minh đấy nhá. Với một cái nền thiên nhiên tươi sáng trong trẻo như thế thì con người trong Tết Thanh Minh này ra sao? Chúng ta bước sang 8 câu thơ tiếp theo với nội dung cơ bản này là: từ khung cảnh mùa xuân tươi mới và êm đềm, nét bút của Nguyễn Du đã tập trung khắc họa hoạt động của con người. Đây sẽ là cái phần nội dung cơ bản của 8 câu thơ tiếp theo nhé. Từ khung cảnh, thấy chưa? Từ khung cảnh mùa xuân tươi mới này. Thì nét bút của Nguyễn Du tập trung khắc họa hoạt động của con người. Ok không nào? Rồi. Đó, thì bắt đầu sang đến những câu thơ này nhá. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh, gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rắc, cho tiền giấy bay. Rồi, vậy là đầu tiên là chúng ta khái quát được nội dung của 8 câu thơ này. Và tiết thanh minh vào đầu tháng 3 khi mà khí trời mát mẻ, tác giả đã rất là tài tình khi mà tách ra hai từ lễ hội ra làm hai, với là lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh, được chưa? Nhắc nhắc rõ hơn về mặt thời gian này, nếu như mà câu trước chúng ta đang phân tích là Thiều Quang Chín Chủng đã ngoài 60 thì đến câu thơ này là thanh minh trong tiết tháng 3, đúng chưa? Rất là logic nhá. Đấy, khi qua được 60 ngày rồi thì bây giờ bắt đầu bước vào tháng 3 thì đấy sẽ là đến với cái lễ hội thanh minh, một cái lễ hội rất là đặc trưng trong cái phong tục của người Việt. Khi mà trong tiết thanh minh này thì người ta sẽ đi tảo mộ, thực hiện những cái nghi lễ, những cái nghi thức để cho thấy được gọi là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn. Đây là dịp để tri ân, đây là dịp để tưởng nhớ về những người đã mất, những thế hệ đi trước ở trong gia đình của mình, từ đó có sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình hơn. Thì tiết thanh minh này thì được tổ chức ở trong dịp mùa xuân, khi mà tiết trời mát mẻ này, tiết trời êm đềm với cả cái sự tươi mới nữa, tất cả nó giúp cho cái lễ hội này có tính chất không chỉ là một lễ hội để người ta tưởng nhớ, là một cái dịp để người ta có thể nhớ về những cái bậc, những người đã khuất trong gia đình, để gắn kết hơn tình cảm gia đình, mà cũng là dịp để trai gái gặp nhau này, cũng là dịp để người ta đi chảy hội này, đúng không nào? Đúng rồi. Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Khi mà tác giả Nguyễn Du tách hai từ lễ hội ra để nhấn mạnh, một phần lễ là phần tảo mộ, phần hội là phần đạp thanh, thì các bạn có hiểu đạp thanh ở đây là gì không? Đạp thanh này này, tảo mộ này là cái mộ phần của người thân trong gia đình của mình nhé. Vào dịp mùa xuân đấy thì trong tiết thanh minh thì đến những phần mộ của người thân trong gia đình để có thể sửa soạn lại, sửa sang lại mộ phần của người thân. Còn đạp thanh ở đây kiểu dẫm lên cỏ ấy, thì trong có phải là trong mùa xuân thì đây cỏ non xanh tận chân trời, đây thì khi mà người ta đi chảy hội thì cái hành động dẫm lên cỏ là trở thành một cái hành động đặc trưng, và người ta gọi đấy là hội đạp thanh để chỉ cái lễ hội ở trong mùa xuân nhá các em nhá. Đó. Chị không hiểu sao nữa, hôm nay mạng bị làm sao đấy nhở, nó cứ hay bị giật như thế à các em, chắc là các em khó chịu lắm. Trời ơi. Các em xem nó có bị khó chịu lắm không? Cứ thỉnh thoảng mà bị như thế thì cái buổi học nó cứ bị gián đoạn. Ừ.
Rồi nhá, vậy chị nói lại cái phần mà lễ là tảo mộ hội là đạt thanh này được không? Là đầu tiên là Nguyễn Du đã tách hai phần là lễ và hội ra riêng để nhấn mạnh hai cái hoạt động chính trong tiết thanh minh này. Thứ nhất là hoạt động tảo mộ, là đến với cả phần mộ mộ của người thân mình ấy để sửa soạn lại, được chưa? Và đây cũng là cái khi mà người ta tưởng nhớ về người thân đã khuất của mình. Và hai là hội là đạp thanh, thì các em xem cái phần chú thích ở trong cái giáo khoa thì đạp thanh chính là dẫm lên cỏ, đạp là dẫm, thanh là cỏ ấy, đạp thanh là dẫm lên cỏ. Thì đây là một hành động mà phần trước chúng ta đã phân tích là mùa xuân thì có đặc trưng bởi cỏ non, thì khi người ta đi chảy hội thì tất nhiên rồi là sẽ dẫm lên cỏ đấy. Thì đây được coi như là một hành động và tượng trưng cho những hành động ở trong lễ hội mùa xuân, được không? Thì lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Và tiếp tục chúng ta sẽ đi vào phân tích và chú ý đến danh từ, động từ và tính từ ở trong phần này nhá. Gần, xa, nô, nức, Yến Anh. Trước tiên là danh từ, là những đối tượng được miêu tả ở trong đoạn thơ này. Yến Anh này, chị em này, được chưa? Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, ngổn ngang bò đống kéo lên, thoi vàng vó rắc cho tiền giấy bay. Thứ nhất là về danh từ, chúng ta thấy được đây đều là những danh từ ghép. Yến Anh, chị em, tài tử, giai nhân, ngựa xe đều là những danh từ ghép mà chúng ta có thể tách ra được thành những từ đơn ấy. Đây, Yến Anh, chị em, tài tử, giai nhân, kiểu tài tử, giai nhân là kiểu trai tài gái sắc ấy, ngựa và xe. Đấy, thì tất cả cái việc mà sử dụng danh từ ghép này là việc mà tác giả đang muốn nhắc đến rất nhiều những đối tượng xuất hiện ở trong lễ hội mùa xuân. Gần, xa, nô, nức, Yến Anh. Tiếp tục chúng ta đến với những động từ nhá. Sắm sửa này, bộ hành này, chơi xuân này, dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rắc cho tiền giấy bay, được chưa? Và kết hợp với đấy là những tính từ nữa. Nô nức này, gần, xa này, nô nức này, dập dìu này, đấy, đúng không? Đây đều là những từ ngữ mà gợi lên cái không khí rất là náo nhiệt, đúng không nào? Không khí rất là náo nhiệt, đem đến cho chúng ta cái không khí của lễ hội mùa xuân đang tràn ngập trong những câu thơ này. Sự kết hợp giữa những động từ, những danh từ và những tính từ mà chị vừa mới chỉ ra cho các bạn ấy, tất cả đã đem đến một cái bầu không khí rộn ràng của lễ hội và làm rõ được tâm trạng của người đi chảy hội. Không chỉ là về không khí nhá, mà còn làm rõ cả tâm trạng nữa. Cách nhắc nhịp thơ 22 góp phần gợi tả không khí nhộn nhịp, đúng không? Chị cũng đọc như các bạn các cách ngắt nhịp của chúng ta nhé. Gần, xa, nô nức, Yến Anh, chị em, sắm sửa, bộ hành, chơi xuân, dập dìu, tài tử, giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Được không? Đúng rồi đấy. Chính xác. Những từ, những danh từ, động từ và tính từ ở đây đều là những từ là danh từ thì đều là những danh từ ghép, được không? Thì tính từ là những từ lấy tượng hình, đều là những từ lấy tượng hình nữa, giúp cho chúng ta hình dung được không khí của lễ hội mùa xuân này với những đối tượng chính là rất là nhiều những cái dòng người kéo về đi chơi xuân, đi chảy hội. Yến Anh ở đây không làm cái hình ảnh kiểu như là chim yến và chim oanh ấy, nhưng mà qua đấy cũng là ẩn dụ để thể hiện những dòng người đi chảy hội rất là nô nức, rất là vui vẻ, rất là rộn ràng. Cụm từ nô nức Yến Anh là một ẩn dụ để gợi hình ảnh đoàn nam thanh nữ tú đang nô nức chơi xuân. Đấy, đúng không? Ở đấy cứ mãi nói với các bạn mà quên không ghi. Được chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phân tích kỹ hơn về bức tranh này nhá. Trước tiên là tác giả nêu lên những cái hoạt động chính. Hoạt động chính đó là gì? Đó là lễ tảo mộ và hội đạp thanh. Ok chưa? Lễ tảo mộ và hội đạp thanh nhá. Còn sau đó tiếp tục chúng ta sẽ đi vào phân tích những cách sử dụng danh từ kết hợp với động từ và kết hợp với cả tính từ trong 6 câu thơ này này, từ phần gần, xa cho đến cho tiền giấy bay này này, để cho thấy được những hoạt động và tính chất của hoạt động này. Tính chất này. Tính chất ở đây là gì nhỉ? Rất là rộn ràng,
nô nức của lễ hội mùa xuân. Và trong lễ hội mùa xuân này, nổi bật là những trai tài, những gái sắc tay trong tay dạo chơi và niềm vui lễ hội như bao trùm cả nhân gian. Những hình ảnh so sánh rất là giản dị nhá. Ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Hình ảnh so sánh. Đúng chưa? Hình ảnh so sánh ngựa xe như nước, áo quần như nêm gợi tả một cái không khí đông vui và tưng bừng, tấp nập. Thấy không? Được không? Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy được là cái khéo léo trong nghệ thuật đã làm cho bức tranh xuân sống lại với những nét đẹp văn hóa ngàn đời của người phương Đông nói chung và của người Việt Nam ta nói riêng. Đấy chính là cái hành động ở trong lễ tảo mộ hội là đạp thanh, với những hành động rất là đặc trưng, đó là gì nhở? Đó là rắc thoi vàng này, rắc vàng mã và đốt tiền giấy. Các em hiểu ý chị không nào? Đó là đốt vàng à đây đó là rắc vàng mã và đốt tiền giấy. Đấy là những cái hành động rất là đặc trưng ở trong lễ thanh minh, trong tiết thanh minh khi mà người ta đi tảo mộ. Thì bên cạnh việc mà diễn tả cái không khí tươi vui rộn ràng của mọi người đi chảy hội trong mùa xuân, thì Nguyễn Du cũng đã khắc họa được những hành động rất là đặc trưng trong tiết thanh minh của con người, đặc biệt là trong cái việc tảo mộ. Họ đã gì nhở? Rắc vàng mã rồi là đốt tiền giấy để cho nhằm mục đích là để bày tỏ cái sự tưởng nhớ đối với những người đã khuất, gắn kết cái tình cảm gia đình hơn, và qua đấy thì giúp cho không khí mùa xuân không chỉ là không khí của rộn ràng, không chỉ là không khí của tươi vui, mà qua đấy còn là không khí để cho người ta gắn kết mọi người này, vừa có cái sự rộn ràng nhưng cũng vừa có cái sự êm đềm nữa. Đúng không nào? Vậy là thứ tự phân tích của chúng ta trong những câu thơ này sẽ đi như thế này nhá. Các em đã kịp ghi chép lại chưa? Và chúng ta cuối cùng thì chúng ta sẽ lại có một cái phần tiểu kết tổng. Đây là sẽ phần tổng nhá, thấy chưa? Đây lại sẽ là phân này, và cuối cùng đây là hợp. Hình dung ra một cái đoạn đoạn văn mà chúng ta sẽ đi phân tích những câu thơ này, tổng, phân, hợp, và cuối cùng hợp lại thì chúng ta có thể nhận xét chung ở đây, đó chính là nhìn về cái bức tranh mùa xuân này đã có cái sự kết hợp hài hòa và độc đáo giữa thiên nhiên và con người. Nếu như thiên nhiên trong trẻo tươi sáng thì con người lòng người cũng rộn ràng tươi vui, nô nức tham gia những lễ hội trong tiết trời như vậy. Và bên cạnh đấy chúng ta cũng thấy được là cảm giác như dường như là người đã khuất và người đang sống, quá khứ và hiện tại như đang được kéo gần lại, và đó chính là truyền thống uống nước nhớ nguồn, là khao khát và hoài vọng nhìn về cái phía trước cuộc đời, có nghĩa là chúng ta hướng về phía trước cuộc đời, và trong đấy cũng có bắt đầu có những cái dự cảm về tương lai, đúng không? Thì trong bức tranh mùa xuân này chúng ta sẽ chú ý đến thiên nhiên là trong bốn câu thơ đầu, và bây giờ sẽ đến với cả con người trong tám câu thơ mà chúng ta vừa mới phân tích, được không nào? Còn cái ý gì mà các em phát hiện ra mà chị chưa nêu trong tám câu thơ này không? Còn ý gì mà các em muốn phân tích mà chưa nắm được rõ mà các em muốn chị phân tích kỹ hơn trong 8 câu thơ này không? Cái việc mà tác giả miêu tả cái lễ hội trong tiết thanh minh này này, cái việc mà tác giả nhắc đến hai câu thơ này này. Ngổn ngang gò đống kéo lên, thoi vàng vó rắc cho tiền giấy bay. Đó, thì các em còn còn mong muốn phân tích gì hơn trong những câu thơ này nữa không? Gì nữa nhở? Khi mà tác giả nhắc đến những cái hành động, những cái hoạt động truyền thống trong văn hóa của người Việt ấy. Nhịp 2-2-2 làm cho đoạn thơ như thế nào ạ? À? Cái nhịp thơ 2-2-2 chúng ta cảm giác ngắt nhịp rất là đều đặn, đúng không?
Từng đối tượng được hiện ra với những cái đặc điểm tính chất của nó: gần xa, nô nức, yến anh, chị em, sắm sửa, bộ hành, chơi xuân. Nhịp nhàng như bước chân của dòng người đang về chảy hội, đang tham gia cái lễ hội mùa xuân này. Thì Bảo Duy hiểu ý chị không? Nghĩa là nhá, là cái nhịp thơ 2-2-2 giúp cho không khí mà những câu thơ này gợi lên góp phần rộn ràng và nhịp nhàng hơn, tấp nập hơn. À, ý chị muốn nói ở đây là nhắc đến những hành động này thì chúng ta cũng cảm nhận được cái tinh thần dân tộc của tác giả nữa. Khi mà muốn khắc họa và muốn nhắc đến, muốn miêu tả những cái truyền thống trong lễ hội Thanh Minh của người Việt. Cái truyền thống uống nước nhớ nguồn như vừa nãy chị đã nhắc đến cho các bạn đấy. Được không? Liên hệ à? Liên hệ trong những câu thơ này xem nào. Để chị nghĩ nhá, xem có những câu thơ nào phải miêu tả lễ hội và miêu tả cái cách mà tác giả sử dụng để miêu tả con người. Thật ra thì khi mà phân tích những câu thơ này thì chị cũng chưa sử dụng nhiều những cái hình ảnh liên hệ đâu. Nếu như mà trong quá trình học các em có bắt gặp những hình ảnh nào và muốn chị lý giải không, muốn chị góp ý hay không thì các em có thể để lại nhá, để lại và nhắn tin cho chị cũng được. Còn hiện tại thì tạm thời thì chị chưa chưa có những cái hình ảnh để liên hệ phù hợp trong những câu thơ này. Chúng ta cứ đi phân tích, và trong khi chung phân tích thì chúng ta sẽ nhấn mạnh ở việc là tác giả Nguyễn Du thì không có dừng lại ở một cái gương mặt cụ thể nào cả, mà ở đây là tác giả đang miêu tả toàn bộ cái đám đông làm toát lên cái sự phấn chấn và say mê đang ngập tràn trong không gian mùa xuân này. Và ở đây chúng ta sẽ thấy được là Nguyễn Du đã miêu tả phần hội trước và phần lễ thì dành nhiều câu thơ hơn để tái hiện lại cuộc chơi tràn đầy náo nức và hân hoan của con người. Và bài thơ và nhà thơ ở đây có lẽ nhá, có lẽ như là đã mượn con mắt của chị em Thúy Kiều để có thể miêu tả được cảnh vật, để quan sát cảnh vật, bởi vì chị em Thúy Kiều đang ở cái độ tuổi đẹp nhất, là những người trẻ tuổi, trẻ lòng, nên là cũng góp phần đem đến cái không khí với cái tính chất. Khi mà ở một góc độ con người như thế, chúng ta nhìn nhận mọi thứ đều rất là tươi trẻ và tươi vui rộn ràng, đúng không? Sao lại khó phân tích? Đây em cứ đi theo đúng cái trình tự mà chị nêu ra ở đây. Đầu tiên chúng ta khái quát nội dung của những câu thơ đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào phân tích từng hành động chính nhá. Được chưa? Hành động chính được tác giả nêu ra trong hai câu thơ là lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Thì phần lễ chính là tảo mộ và hội là đạp thanh. Trong đó tác giả đi sâu hơn vào phần hội này với những câu thơ tiếp theo bằng cách sử dụng kết hợp những danh từ, là những danh từ ghép, những động từ và tính từ để nêu lên tính chất rộn ràng và nô nức của lễ hội mùa xuân. Kết hợp với đó là những hình ảnh so sánh hết sức giản dị, là ngựa xe như nước, áo quần như nêm, lại càng tô đậm thêm không khí đông vui, tưng bừng và tấp nập. Cuối cùng thì chúng ta rút ra một phần tiểu kết là tác giả Nguyễn Du không dừng lại ở một cái gương mặt cụ thể nào cả, mà tác giả đang miêu tả toàn bộ đám đông với tất cả những gì sôi nổi và tấp nập nhất. Và có lẽ như tác giả đang ở góc nhìn của chị em Thúy Kiều, của những người trẻ tuổi, trẻ lòng, để miêu tả lại cái khung cảnh này, đem đến cho chúng ta một bức tranh xuân không chỉ hài hòa về thiên nhiên mà còn tươi vui rộn ràng trong cái không khí nữa. Được không nào? Rồi nhá, đây sẽ là những cái câu thơ trong phần khung cảnh lễ hội. Và phần ba nhỏ chúng ta sẽ đi vào những câu thơ cuối cùng là cảnh chị em Kiều du xuân trở về. Cảnh chị em Kiều du xuân trở về, tà tà bóng ngả về Tây, chị em thơ thẩn giang tay ra về, bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh, nao nao dòng nước uốn quanh, dịp cầu nho nhỏ cuối gành bắc ngang. Cái dịp ở đây cũng có nghĩa là nhịp đấy, em xem trong sách giáo khoa ấy, nó bằng nghĩa với từ nhịp. Nhịp cầu nho nhỏ, dịp cầu nho nhỏ đều như nhau nhá.
Phần tiểu kết chị vừa mới nêu đấy Quỳnh Anh à, phần tiểu kết đó là chúng ta sẽ thấy được là Nguyễn Du ở đây không có dừng lại ở một cái gương mặt cụ thể nào cả, mà tác giả miêu tả toàn bộ đám đông, được chưa? Toàn bộ đám đông, và có lẽ như Nguyễn Du đang từ góc nhìn của chị em Thúy Kiều, từ những người trẻ tuổi, trẻ lòng để miêu tả bức tranh này, miêu tả bức tranh lễ hội với tất cả những gì nô nức, háo hức và rộn ràng nhất. Và trong bức tranh mùa xuân chúng ta thấy được cái sự kết hợp hài hòa độc đáo giữa cả thiên nhiên và con người, giữa cả quá khứ và hiện tại. Rồi. Bây giờ chúng ta bước sang phần 3 là cảnh chị em Kiều du xuân trở về nhá. Thì chị vừa đọc cho chúng mình. Và bây giờ chúng ta hãy đặt một cái cán cân so sánh giữa khung cảnh lễ hội và khung cảnh trở về ở đây. Với những từ ngữ tà tà, bóng ngả về tây, chị em thơ thẩn giang tay ra về, bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh, nao nao dòng nước uốn quanh, dịp cầu nho nhỏ cuối gành băng ngang. Với những từ lấy, với những từ ngữ mà chị gạch chân vừa rồi ấy, thì các em đặt cái sự so sánh với những từ ngữ bên trên mà chúng mình vừa mới phân tích, thì các em cảm thấy cái sự thay đổi mà không khí và tâm trạng như thế nào, đúng không? Rất là xin lỗi các bạn, chị vừa có một cái cuộc gọi. Nếu không các em đã kịp trở lại chưa? Các em đã kịp quay lại chưa? Cảnh vật không khí mùa xuân trong 6 câu thơ cuối so với 4 câu đầu có khác. Không dã náo nhiệt của lễ hội tảo mộ này, hội đạp thanh đã hết, mọi thứ đều lắng xuống nhạt dần, mặt trời đã ngả bóng về tây, bước người thơ thẩn dòng nước uốn quanh. À, chị vừa có một cái cuộc điện thoại người ta gọi đến ấy, thì có thể là các em sẽ bị gián đoạn một chút xíu, nhưng mà không sao, chị đã quay trở lại rồi đây. Được không nào? Đúng rồi, tâm trạng nuối tiếc chính là tâm trạng chính chủ đạo trong 6 câu thơ cuối này. Trong 6 câu thơ cuối, chúng ta thấy rằng không còn những cái từ ngữ chỉ sự náo nức và rộn ràng nữa, mà ở đây là những từ ngữ là tà tà, thơ thẩn, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ, là những từ ngữ như là kéo lại thu hẹp hơn cái không gian mùa xuân, cái không khí mùa xuân. Và chính ở đây, bước sang buổi tà tà bóng ngả về tây. Tà tà là chỉ gì nhỉ? Là chỉ cái hành động của mặt trời, miêu tả cái chuyển động của mặt trời đang từ từ ngả bóng về phía tây, là cái khoảng thời gian cuối ngày rồi ấy. Hay là thơ thẩn thì là miêu tả hành động của chị em Kiều đang rất là chậm rãi, lặng lẽ và dường như là vẫn còn muốn níu kéo một cái gì đấy nữa. Khi mà cái lễ hội mùa xuân đang vui vẻ náo nhiệt như thế thì lại kết thúc nhanh quá, bây giờ mọi người đang phải trở về mất rồi. Rồi là thanh thanh thì miêu tả khung cảnh với những cái đường nét và nét vẽ rất là nhỏ nhắn này, hình ảnh rất là xinh xắn và hài hòa, gợi cảm giác dễ chịu, đấy là từ thanh thanh. Còn từ nao nao thì lại là trạng thái tâm lý, đúng không? Chỉ muốn là các bạn hiểu được những cái ý nghĩa khái quát của từng cái từ ngữ này nhá. Nao nao là chỉ trạng thái tâm lý kết hợp với các sắc thái vừa có chút buồn, vừa có chút lo âu, vừa có chút bồn chồn, thì đây chính là tâm trạng. Nao nao dòng nước uốn quanh cơ. Thì nếu như mà nao nao không đấy thì chúng ta đang hình dung đấy là tâm trạng của con người. Nhưng mà nao nao dòng nước uốn quanh này thì nó giúp cho cái dòng nước này được tâm trạng hóa lên. Và dường như là cái sự tiếc nuối cũng đang thấm nhuần ở trong những cái cảnh vật, những cái sự vật xung quanh nữa. Và cuối cùng là nhịp cầu nho nhỏ, là một dáng vẻ xinh xắn của nhịp cầu. Vậy là nếu như mà những câu thơ trước thì không gian mùa xuân mở rộng ra bao nhiêu, nô nức bao nhiêu, rộn rã bao nhiêu, thì đến 6 câu thơ này bắt đầu thu hẹp lại, đều là những cảnh vật, những sự vật rất là nho nhỏ, thanh thanh này. Còn lòng người thì như thế nào nhỉ? Thơ thẩn, rồi dòng nước thì nao nao. Đấy, thấy không? Bắt đầu có sự thay đổi trong việc miêu tả khung cảnh và miêu tả tâm trạng con người ở đây rồi đấy. Đúng rồi, tất cả đây các bạn đều đã nắm được cái nội dung chính trong những câu thơ này. Vậy là nội dung chính này các em quan sát trong những phần bình luận của các bạn đã nêu lên rất là chính xác ở đây này. Chính là cái tâm trạng tiếc nuối của chị em Kiều khi mà phải trở về. Đúng là cái cuộc vui nào cũng đến hồi kết, đúng không? Ở lễ hội thì dù vui đến mấy cũng đến lúc tàn. Buổi du xuân vui vẻ cũng đã phải tới cái lúc nói lời chia tay, và chị em Kiều ra về với tâm trạng tiếc nuối của buổi chiều tà. Tâm trạng tiếc nuối trong buổi chiều tà này.
Đó, đây sẽ là cái phần câu thơ tổng quát, câu văn tổng quát về những nội dung trong 6 câu thơ này. Bắt đầu chúng ta đi vào phân tích kỹ. Thì nếu như ở 4 câu thơ đầu là sự chan hòa trong ánh sáng xuân đẹp, là sự tươi tắn của bức họa mùa xuân, thì đến đây hoàng hôn dường như bắt đầu nhuốm màu dần của phong cảnh, nhuốm dần xuống phong cảnh và con người một cái sự tàn phai. Bắt đầu đã kết thúc buổi đây này. Bắt đầu đi vào cụ thể về không gian và thời gian nhá. Thời gian là gì nhỉ? Là buổi chiều tà. Không gian thì dường như được thu hẹp lại và nhuốm màu tâm trạng. Ở đây bắt đầu thấy được cái bút pháp tả cảnh ngụ tình của tác giả rồi đây này. Cái cách này thì được thể hiện qua những từ ngữ, là những từ ngữ chị đã gạch chân, tà tà, thơ thẩn, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ, đúng không? Những từ ngữ đều diễn tả được cái sự gọi là sự thu hẹp dần của không gian, cái tâm trạng tiếc nuối đều trong đấy là đều thấm một cái sự lo âu, có chút bồn chồn, có chút bâng khuâng của con người ở đấy nữa. Và cảnh vật thì dường như được tâm trạng hóa, nao nao dòng nước uốn quanh, dịp cầu nho nhỏ cuối gành bắc ngang, được không nào? Thấy chưa? Thì trong không gian này nhá, chúng ta có cảnh vật, chúng ta cũng có con người. Cảnh và người thì đều nhuốm cái màu tâm trạng trong cái thời khắc mà ngày đã tàn. Nhịp thơ thì không còn cái rộn ràng và rục rã 2-2-2 như lúc nãy chúng ta phân tích nữa, mà trở nên chậm rãi và khoan thai. Cảnh vật thì như thế nào nhỉ? Mang cái vẻ nên thơ, vắng lặng và trong ánh nắng nhạt dần. Chúng ta sẽ đi sâu vào cái hình ảnh là ngọn Tiểu Khê, dòng nước nhỏ đấy. Rồi là đây nè, Tiểu Khê này, dòng nước uốn quanh này, phong cảnh có bè thanh thanh này và nhịp cầu nho nhỏ cuối gành bắc ngang nữa. Cảm giác như mọi vật nó trở nên tĩnh lặng hơn. Vừa mới mấy câu thơ trước thôi thì đều rất là rộn ràng, con người rất là rộn ràng, tất cả mọi thứ đều nô nức trong lễ hội. Thì đến câu thơ này, về cuối ngày rồi thì lễ hội đã tàn, cuộc vui đã tàn, mọi thứ trở về với cái sự tĩnh lặng và trong ánh nắng nhạt dần. Còn con người thì như thế nào? Con người trong cái tâm trạng là thơ thẩn. Trong cái tâm trạng thơ thẩn này, nó có chút lo lắng, có chút bồn chồn, nhưng mà cũng có chút lặng lẽ, tiếc nuối nữa, được không? Chúng ta sẽ cứ chia dần những cái ý nhỏ nhỏ ra để chúng ta phân tích từ cảnh, từ những từ ngữ miêu tả cảnh vật đến cụ thể hơn là cảnh như thế nào và người như thế nào, được không? Để tất cả cho thấy được cái tâm trạng và cảnh vật ở trong những câu thơ này. Cảnh vật ở đây được nhìn qua con mắt tâm trạng của nhân vật, cảnh đã nhuốm màu tâm trạng. Hai chữ nao nao vừa nói lên cảnh vật nhưng cũng đồng thời bộc lộ được tâm trạng của con người, đó là cái bâng khuâng, lo lắng. Bâng khuâng này, tiếc nuối này, bồn chồn này của con người và của cả cảnh vật nữa, được không? Có thể nhá, chị nói kỹ hơn ở đây đó là có thể cảnh vật thì vẫn như vậy thôi, nó vẫn là những cái đặc tính trong mùa xuân, nhưng mà trong cái ngày đã tàn như vậy, trong cái thời gian mà ngày đã tàn như vậy, rồi là trong cái tâm trạng khi mà phải kết thúc cuộc vui, thì cảnh vật đang nhuốm màu tâm trạng và đấy chính là bút pháp tả cảnh ngụ tình. Dường như Nguyễn Du đang ở góc nhìn của chị em Kiều khi mà phải tan cái cuộc vui đấy để trở về và đang có chút những cái tiếc nuối, những cái bâng khuâng khi mà ngày xuân rộn ràng như thế, tươi vui như thế thì bây giờ đã đến lúc kết thúc mất rồi. Và ngay sau đây thì trong cái tâm trạng nó thơ thẩn như thế, bâng khuâng như thế, có chút tiếc nuối, nghĩ suy như thế, thì Kiều đã gặp nấm mồ của Đạm Tiên. Và ngay sau cái đoạn trích này chính là cái khoảnh khắc mà trong Kiều rung cảm lên những cái thứ tình cảm tri âm tri kỷ với cả một người con gái cũng tài hoa bạc mệnh, và nàng cũng dần dự cảm được cái số mệnh của mình. Đó, được không? Được chưa nào? Vậy là tổng kết, tiểu kết cho những câu thơ này chính là bút pháp
tả cảnh ngụ tình, khi mà tác giả muốn diễn tả tâm trạng của con người và tâm trạng đấy cũng đã nhuốm màu lên cảnh vật. Trong khoảng thời gian là buổi chiều tà, với không gian như được thu hẹp lại và tất cả mọi từ ngữ được sử dụng đều nhằm diễn tả cái sự tiếc nuối này, cái sự nhạt dần trong cảnh vật, trong thời gian và cả không gian nữa. Được không? Vậy là chúng ta đã phân tích xong đoạn trích này rồi đấy. Các em thấy có nhanh không? Các em thấy có nhanh không nào? Đoạn trích này chị nghĩ là sẽ không khó phân tích đâu. Chúng ta sẽ đặc biệt chú ý ở một số những cái tổng kết như sau nhá. Các em sẽ tổng kết về mặt nghệ thuật và nội dung giúp chị như thế này. Về mặt nghệ thuật thì đoạn trích này đã sử dụng ngôn ngữ giàu sức gợi hình, gợi cảm, nghệ thuật tả cảnh đặc sắc, bút pháp ước lệ và tả cảnh ngụ tình. Và cuối cùng ý thứ 3 chính là bút pháp gợi và tả, vừa chấm phá vừa miêu tả được chi tiết. Nếu như 4 câu thơ đầu là bút pháp chấm phá thì đến những câu thơ sau lại miêu tả chi tiết hơn về con người trong hoạt động lễ hội nữa. Còn về nội dung thì có 2 nội dung chính trong đoạn trích này chúng ta cần nắm được. Thứ nhất là bức tranh thiên nhiên, lễ hội mùa xuân vừa trong trẻo, tinh khôi, vừa rộn ràng, náo nức. Còn tâm trạng con người thì vui vẻ, háo hức, bước vào hội xuân nhưng cũng bâng khuâng, sao xuyến khi tan hội trở về. Được không nào? Đó. Rồi, đoạn trích này ngắn hơn những đoạn trích khác. Đoạn trích này ngắn hơn những đoạn trích khác cho nên là chúng ta cũng phân tích cũng sẽ nhanh hơn. Đấy, các em thấy về dung lượng nó cũng ngắn mà. Dung lượng cũng ngắn so với những đoạn trích khác đấy. Các em nhanh chóng ghi lại phần tổng kết giúp chị nhá, về nội dung và nghệ thuật. Được chưa? Tổng kết về nội dung và nghệ thuật ghi lại giúp chị nha. Còn bạn nào chưa hoàn thành bài tập ngày hôm nay, à bài tập buổi hôm trước ấy, thì nhanh chóng hoàn thành và nộp trước 24 giờ ngày hôm nay nhá. Để chị có thể nhận xét, góp ý với các bạn và để chúng ta không bị loại khỏi nhóm, không bị lọc khỏi nhóm. Phần này chị đã đăng ở trên fanpage rồi nên là bạn nào chưa ghi kịp thì cũng có thể theo dõi ở trên đấy. Chị cứ tưởng các em phải tải hết về rồi cơ chứ. Chị chụp hết ở trên fanpage rồi ấy. Chị đã chụp và đăng lên rồi đấy. Nên là các em cứ tìm lại là sẽ thấy thôi. Đây, cái phần chị em phần văn học trung đại thì chị đã làm xong những cái phần gọi là tổng kết nội dung, nghệ thuật, vị trí vân vân, tác giả tác phẩm, gọi là phần tác giả tác phẩm cho những cái đoạn trích này rồi. Đây. Đó. Hôm nay là đoạn trích cảnh ngày xuân này. Thấy không? Buổi sau chúng ta sẽ học về Kiều ở lầu Ngưng Bích này. Buổi hôm trước chúng ta đã học về chị em Thúy Kiều và chuyện người con gái Nam Xương. Chúng ta đã học hết rồi. Đây sẽ là đoạn trích hôm nay chúng ta học đây. Được chưa? Nội dung và nghệ thuật nhá. Rồi, các em ơi, cuối buổi ngày hôm nay chị cũng muốn đặt ra một số cái câu hỏi nhỏ để chị biết được tình hình các bạn học trên lớp như thế nào. À, có được nhận kiến thức này. Ừ, là chị vẽ. Phần này là chị viết để gọi là một cái cách ghi chép mà mới đây chị thấy nó rất là sáng tạo ấy. Mà kiểu chị cứ thích ngồi mày mò nghịch nghịch mấy cái này. Không biết là có giúp ích được gì cho các bạn không. Còn về kiến thức nền thì chúng ta học xong các đoạn trích về chuyện Kiều, chúng ta còn đoạn trích Kiều là Ngưng Bích nữa, thì sẽ có một bài tập để các bạn làm xong nó thì sẽ nhận kiến thức nền của cả 3 đoạn trích trong phần đấy luôn nhá. Được không? Nhá, Quỳnh Anh nhá, được chưa? Đó, thì chị đang muốn hỏi các bạn là các em ơi, các em đã chuẩn bị viết bài viết số 1 chưa? Các bạn đã chuẩn bị viết bài viết số 1 chưa? Các em đang học về văn thuyết minh đúng không? Thích vẽ à? Thích vẽ thì chăm chỉ theo dõi trên fanpage đi. Chị hay đăng cái phần đấy ở trên fanpage lắm. Với cả những video ở trên TikTok nữa. Đây, chị đang làm về thơ hiện đại để những chuyên đề sau chúng ta học nữa. Chuẩn bị viết bài viết số 1 rồi sao? Thơ về văn thuyết minh đúng không? Các em viết về văn thuyết minh đúng không? Thì
thì chúng mình vẫn giữ nguyên hình thức là viết những bài viết số đúng không? Tại vì mới đây chị có đọc được một cái thông tin là sắp sửa thông tư 26 đi vào hoạt động ấy, để áp dụng vào thực tế bắt đầu có hiệu lực thì các em sẽ không còn những cái điểm kiểu bài kiểm tra một tiết nữa, thì không biết là với môn văn chúng mình có thay đổi gì không? Bài viết số 1 hay các bài viết số khác mà em không kiểm tra mà bị giảm tải sao? Thế thì các bạn lấy điểm qua đâu nhỉ? Đấy đúng rồi, có những cái sự thay đổi đấy rồi đúng không? Bởi vì chị đang rất là hoang mang vì không biết là, bởi vì chị vẫn đang là sinh viên nên chị chưa ra trường và cũng chưa chưa có những cái đào tạo cụ thể về mặt chương trình, xem là các bạn trên trên lớp của em học như thế nào để theo sát được cái quá trình học của các bạn ở trên lớp ý. Để tới đây cũng chị đang ấp ủ một số những cái sản phẩm để chúng ta luyện theo những bài viết số ở trên lớp để chúng ta có được những điểm số cao nhất, bên cạnh việc chúng ta có kiến thức nền nữa. Nhưng mà nếu như mà các em không còn giữ cái hình thức viết bài viết số đấy nữa thì chị cũng phải thay đổi. Đấy nên là muốn khảo sát các bạn một chút xíu như là như vậy. Sợ nhờ, kiểu thay đổi liên tục luôn ấy, không biết đằng nào mà lần luôn. Điểm thì lấy điểm 15 phút với điểm miệng, còn một tiết thì kiểm tra vào giữa kỳ với cuối kỳ thôi ạ. Đúng rồi, theo như chị đọc thông tư 26 này là như thế đấy. Nhưng mà cũng có một số địa phương là chưa áp dụng, nhưng mà chắc là tới đây là sẽ phải áp dụng đi vào hoạt động, mà đi vào có bắt đầu có hiệu lực của cái thông tư đấy thì chắc là chúng ta sẽ có những cái thay đổi khác. À rồi, ok. Đúng rồi, viết văn nghị luận văn học. Bởi vì sao? Bởi vì là cái phần kiến thức nền về các tác phẩm là phần chúng ta học nhiều nhất, nên là các em cũng mong muốn là có thể kiểm tra vào những phần mà chúng ta học đúng không? Chứ chúng mình học về văn thuyết minh hay là văn tự sự thì đấy là phần tập làm văn với cái dung lượng nó ít hơn, các em ít tiếp xúc hơn, cho nên là vừa có sự khó viết hơn mà cũng có cái không thích kiểu chúng mình ấy, kiểu chúng ta không tiếp xúc nhiều thì chúng ta không muốn viết đấy, nó đơn giản như thế thôi. Thì đúng là mỗi trường sẽ có những cái sự thay đổi khác. Rồi, không sao, rất là cảm ơn các em đã góp ý để chị có thể biết được cái lộ trình học của chúng mình ở trên lớp, để điều chỉnh cái cách học và cách truyền thông của chúng mình sao cho phù hợp. Ngọc ơi, em cứ hỏi đi nhá. Cái này tôi cũng chỉ nghe trên Facebook thôi á, chứ chỗ tôi chưa có chương trình. Thế nhưng mà nếu như mà theo chương trình cũ ý, nếu như mà theo trong sách giáo khoa thì chỉ còn 3 tuần, còn 2 tuần nữa thôi, là tuần sau và tuần sau nữa là chúng ta đã viết bài viết số 1 về văn thuyết minh rồi. Đấy nên chị cũng muốn hỏi là cô, các thầy cô ở trên lớp đã định hướng cho chúng mình ôn tập để viết bài viết số 1 hay chưa? Văn thuyết minh thì nó sẽ kiểu chúng mình gặp khó ở chỗ là bởi vì phải có được những cái tri thức khách quan, phải có được những cái thông tin mang tính khoa học về những cái đối tượng đấy. Lên lớp 9, thực ra là văn thuyết minh chúng ta đã học từ lớp 8 với những đối tượng thuyết minh như là một đồ vật này, một thậm chí là có cả một thể thơ, một thể loại văn học. Đấy, nhưng lên lớp 9 này thì chúng ta sẽ phải viết văn thuyết minh nhưng mà có sử dụng yếu tố miêu tả và các biện pháp nghệ thuật ở trong đấy nữa. Nó sẽ khác và nâng cao hơn so với lớp 8, nhưng mà chúng mình học hơi ít nên là nhiều bạn không viết được hay phần này. Năm nay bọn em thi học sinh giỏi lớp 9, vòng 1 là thi kiến thức lớp 8 nhưng là thi để loại trực tiếp vào vòng thành phố. Thì em cần ôn những gì ạ? Bích Ngọc ơi, nếu như mà em thi chương trình kiến thức lớp 8 thì trong chương trình lớp 8 có những kiến thức về thơ hiện đại và truyện hiện đại. Đấy, thì em hãy nắm rõ kiến thức nền của các tác phẩm đấy nhá. Bởi vì là thi, chị nghĩ là thi học sinh giỏi thì theo một cái cấu trúc chung, một phần 1 là về nghị luận xã hội, 2 là về nghị luận văn học. Trong đấy nghị luận xã hội, nói về phần nghị luận xã hội trước thì
phần đó chúng ta sẽ là viết một bài văn ngắn, một bài văn chứ không phải là một đoạn văn, thì các em phải nắm rõ được cấu trúc chung của một bài nghị luận xã hội dạng tư tưởng đạo lý hay là dạng hiện tượng xã hội với những ý chung mà chúng ta phải nêu được trong bài. Nhưng mà chị nghĩ rằng đối với học sinh giỏi thì chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở mức khái quát như thế được, chúng ta phải có điểm nhấn cho bài viết của mình. Thì em hãy đặt vấn đề nghị luận mà đề bài hỏi vào và bối cảnh bây giờ, xem là em có nhận thức được những cái điều gì mới mẻ hay không, em có những cái góc nhìn gì mới mẻ hay không. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hãy cố gắng đưa vào bài viết của mình những dẫn chứng thật là xác thực và mới mẻ, phong phú để cho thấy được cái vốn hiểu biết sâu rộng của mình này, cho thấy được cái tư duy của mình trong đời sống hiện đại với những vấn đề xã hội nữa nhé. Còn đối với câu nghị luận văn học thì chắc chắn rồi là em vẫn phải nắm được kiến thức nền của các tác phẩm, và chúng ta sẽ không đặt riêng lẻ những tác phẩm đấy trong việc phân tích riêng lẻ tách rời với những yếu tố khác, mà những tác phẩm mà chúng ta học em hãy đặt nó vào trong sự nghiệp sáng tác của toàn bộ tác giả đấy này, đặt nó vào trong cái bối cảnh mà nó ra đời với những cái tác giả khác, với những tác phẩm khác cũng ra đời trong hoàn cảnh đó, để chúng ta có được một cái nhìn tổng quan về một giai đoạn văn học. Và bên cạnh đấy thì chị nghĩ là vòng loại 1 của học sinh giỏi lớp 9 thì chắc là chưa cần nhiều, chưa yêu cầu cao về mặt lý luận văn học, nhưng mà chúng ta ít nhất chúng ta vẫn phải nắm được những vấn đề trong lý luận văn học, ví dụ như là giá trị của văn học, như là giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo, vân vân, hay là tính thẩm mỹ của văn học, chức năng của văn học, được không nào? Đó, thì chị nghĩ là Ngọc có thể ôn tập dựa trên hai ý chính, dựa trên hai nội dung chính, một là nghị luận xã hội và hai là nghị luận văn học. Còn cụ thể thì cái này tùy vào người ra đề đấy, thật ra là đấy là cái cấu trúc chung để chị đưa ra lời khuyên thôi. Còn mỗi tỉnh, mỗi địa phương, mỗi thầy cô, mỗi định hướng giáo dục đều có những cái cách ra đề khác nhau. Nên là chị cũng thật sự rất là khó nếu mà để ôn, gọi là ôn trúng đề cho em. Em có thể tham khảo thêm những anh chị đi trước, xem là có bộ đề nào để tham khảo hay không. Chúng ta có thể làm trước những cái vấn đề đấy, được không nào? Cả năm học sợ nhất nghị luận xã hội, nghị luận thuyết minh với cả phân tích văn học. Ủa, thế em sợ hết rồi sao hả Hoàng Anh? Thế thì vào phần nào cũng sợ thế này thì được chưa? Đó, và các em ơi, đây là buổi học kết thúc. Bây giờ đã đến lúc kết thúc buổi học ngày hôm nay rồi. Trong tuần sau chúng ta sẽ học một buổi về đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích, được không? Và một buổi là chúng ta sẽ tổng kết về chuyên đề văn học trung đại, để sang tuần sau nữa chúng ta sẽ bước sang văn học hiện đại. Bích Ngọc có thể nhắn tin về cho chị nhé. Nó không nhắn tin về những cái phần mà các em còn chưa rõ thì chị có thể gửi tài liệu và cũng có thể tư vấn thêm cho em nữa. Còn các bạn khác thì các em cố gắng ghi chép đầy đủ trong những buổi học này. Bạn nào bận thì phải xem lại giúp chị nhá. Chứ không thì nếu mà cứ tương tác mà kiểu ít bạn, trong nhóm chúng ta đang có hơn 700 bạn cơ, gần 800 bạn rồi, nhưng mỗi buổi học chỉ có khoảng 20 bạn xem thôi, thì đây thật sự là một vấn đề rất là đáng lo ngại. Nên là tới đây chị bắt buộc phải lọc nhóm dựa trên việc tương tác của các bạn thôi. Nên là các em đang xem ở đây mà có bạn bè trong nhóm thì hãy kêu gọi các bạn vào học tích cực giúp chị nhá, được không? Rồi, rất là các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay, đã thông cảm cho chị cái chút trục trặc về mặt kỹ thuật nữa, và cũng thỉnh thoảng nó bị giật giật trong buổi học ngày hôm nay nữa. Rất mong là những buổi học sau thì chúng ta sẽ không bị một vấn đề nào gây ra cái trở ngại để chúng ta học được cả, được không nào? Và hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau. Bây giờ các em cứ lo kết, cứ lo nộp cái bài cho buổi trước đi đã nhá, được chưa? Bài tập cho buổi trước nữa, còn buổi học ngày hôm nay thì để chị soạn bài tập và sẽ đăng cụ thể hướng dẫn cho các bạn vào ngày mai, được không? Vào ngày mai, và đăng cái hạn nộp bài cho các bạn cụ thể trong bài viết đấy nhá. Rồi, ok. Rất là cảm ơn các bạn và chúc các em ngủ ngon nhá. Chúc các em ngày mai có một buổi cuối tuần, nếu mà phải đi học thì học xong sớm để có thể nghỉ ngơi, để chúng ta có được sức lực tiếp tục bước vào một tuần mới học tập hiệu quả hơn, hăng say hơn. Còn nếu bạn nào mà không phải đi học thêm thì ngày mai sẽ là một ngày nghỉ thư giãn thật là tuyệt vời với các em nhé. Rồi, ok. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau. Bye bye.